7 AM. Ok, trở lại thôi anh em ơi. Vân vẫn có thể vẫn là mình thôi. Vân hôm qua là một ngày siêu phẩm anh em. Một ngày đầy nắng cấp và đầy bụng nổ. Vân siêu phẩm mấy kìa con táo và đập đến vô mình quá cháy. Anh em quà đồ hình cái mốc 1000 tỏi. Vâng, và rồi trước khi vào đeo anh em có nhu cầu về thông tin hoàn cảnh như thế nha anh em. Dưới phần comment giúp cho mình hoặc là trong phần mô tả nha. Ok, và rồi mình có một số vấn đề muốn hỏi anh em nữa anh em ơi. Rằng là mình có nên gọi là thai đưa phát đi năng không anh em? Ok, mà biết mùa này anh em đánh giá như thế nào nhờ? Hoặc là mình nâng lên hai giờ mình mua đi ok nhỏ anh em. Vô này không có quyền đi khó chơi với họ, nhưng mà chạy số ổng quái ồ quá anh em. Sai số đã anh em sướng, nhìn quái ồ quá, nhìn mê anh em à. Nhưng mà một điều nữa là không có mình đi để nâng nó anh em ơi. Ok, bài lăng này có anh em nói là kêu mình bán đi đúng không? Ok, để mình trải nghiệm một thời gian cái anh em à. Mình để cho mình suy nghĩ anh em. Thì giờ mình hơi bị nhức đầu vì cái khoản gọi là mua bán nữa anh em ơi. Vì đất hiện tại bây giờ mình chưa căn nguyên được nữa. Ok, chưa căn nguyên được anh em ơi. Để là mình coi cái rio à. Và rồi rio này có ngon anh em. Mình để varan, chắc mình để varan mình cúp lại anh em ơi. Ok, và rồi rio này thì anh em đánh giá thế nào? Anh em nào trải nghiệm rồi cho mình cái đánh giá thật lòng nha. Mình thấy nhìn nét nét là nẹt quá anh em. Nhưng mà mùa thường đúng anh em. Thường thì mùa thường nó không có hơn mấy cái mùa kia đúng không anh em ạ. Ok, và rồi level lăng này nữa anh em. Ok, level lăng là chắc mình sẽ mua thôi. Mình nhìn chỉ số ổng bút tóc một cái thứ anh em. Chỉ số là skin bút tóc rồi mà. Có bút tóc và chỉ số ổng gọi là 4 số ổng luôn anh em. Quá não luôn anh em. Đánh đầu tóc bóng và gọi là siêu công phá chuyền dài anh em sướng luôn anh em. Nhìn qua cho số hướng đời luôn. Quái quá hấp. Level lăng ngon đấy anh em, đánh giá như thế. Đây anh em ơi, thật sự là giờ mình đang có ý định gọi là mua nét vét đó không, mùa này đi đá tạm đỡ anh em mà. Nhưng mà nếu mà mua chúng ta sẽ tốn gần 6 tuổi anh em, có hơi phí đời không? Cái muốn cái mình đập lên 5 cái đi bán nè. Ôi con 5 giờ. Ôi bất không nhà con 5 rẻ vậy anh em. Mình không nghĩ như thế luôn anh em mà. Hồi hổm cộng 5 mình nhớ là mười mấy tuổi đó anh em nha, cộng 5. Vậy wow, mà không giờ dễ luôn nè, con không có tầm mấy à. Nên vest này giá con ok nè, giá con giữ nguyên như thế anh em, xuống có nhiêu đâu. Nên vest này vẫn cháy như thường. Ok, em đánh giá hai con hàng này như thế nào, mua gì để chơi tạm được không anh em? Trong chơi tạm cho khoảng thời gian rồi chờ đợi David Beckham này về. Dĩ em vest này. Ok, khá là ngủng từ bi đấy anh em mà. Ok, vào kèo thế nào. Đi vào kèo rồi nhẹ nhẹ đổ đen xong cái lên kèo anh em vua. Hôm nay cũng nhẹ nhẹ ít nha anh em. Ít kia lại lầm chứ. Ok, cái kết thì giọng nó sẽ đẹp đẽ nha. Để mình xuống trả lại em đi nha anh em. Ok, bọn cái giao bán như cũ để mời đổ đen thế nào. Thì mình sẽ không kè cái đường hầm cho anh em coi. Rồi bắt đầu tiếp để mình nha. Ok, hit thứ hai nào anh em ơi. Vẫn cứ như thế thôi. Không nhịp luôn. Mở liền. Lo thiệt. Hầm chứ ba cà dây bộ đi. Ba Lan gì Uruguay là B. Ui. Thì ta di kinh cô đúng không anh em. Đúng vậy, mình đã ghi trên coi cho em mốt không mini fine nè ông ơi. Bỏi không mini fine thì giá chắc là đủ thôi. Ok, một tuổi 2 cũng tạm nè em ơi, nhưng mà vẫn sư có hầm, sẽ có hên để mình nhớ. Ok nè em ơi, hết thứ 3 nha anh em. Ok, tiếp tục như thế nữa đi nào. Tiếp tục đợi mình nha. Ok nè em, hết cuối nha, xong một kìa anh em quên luôn. Có cái đường hầm là quá đủ rồi anh em à. Và rồi, một nháy như những thôi. Lửa nào. Không, ok, đem tiếp nào, su. Kẻ anh em ơi, lên kẻ anh em quên thôi. Vâng, đây là kẻ của người anh em Bắc Phan. Vâng, và kẻ người anh em đưa ra đó là 3 kèo nha anh em. Và rồi, kẻ người anh em đó là Judiger cộng 6, The Fan Valorant cộng 6, và theo anh em Death một tớ cộng 6 này ơi. Và rồi, ok, để mình tính kẻ nào trước nha. Kẻ anh em ơi, lên kẻ Judiger trước nha. Và rồi, phong người anh em để lên này. Vâng, phun vạch luôn anh em ơi. Ok, chiến thế nào. Thì hôm nay mình sẽ vẫn làm tiếp nè. 2 3 4 5 6. Hôm qua là một ngày tuyệt đẹp, chứ giờ hôm nay sẽ còn phép một chút gì đó anh em mà. Có khi hôm qua là xài hết phép thì phải ở hôm nay ấy chứ. Ok, và kể đầu tiên diện đỏ hay không đây. Ok, đỏ hàng lên rồi nhưng mà và kể đó phép ra luôn nha. Yo, trở lại anh em ơi. Ok, mà phun người em để cho Ravaran là gọi là phun vạch téo nè em ơi. Ok, để mình chỉnh cái tai nghe cái nha. Từ từ anh em. Ok, xong rồi nha. Rồi, bao nhiêu em cũ, sớm nhịp như thế. Ấn thôi. 1 2 3 4 5. Dứt. Đội thứ 2, cộng 6 ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay không được cộng 5 để demo. Kiểu cộng 6, cộng 7, cộng 8 thôi anh em mà. Ok, cái cầu của bạn đi xa.
hôm nay có điểm vỡ rồi nha, mới hai kèo nhưng mà tâm trạng mình còn không được tốt cho lắm nha anh em. Và rồi theo mình đấy là kèo cuối cùng chúng ta nha. Ok, là mình luôn. Ok anh em ơi, vâng người anh em vẫn tiếp tục là phun rạch như thế. Thường thường mình thấy mấy con phôi đỏ đỏ như thế này mình đập cát đen anh em ạ. Mà đập đi khá nhiều rồi, bữa mình đập bất kỳ sung rồi mà phôi như thế này, gì đập ra anh tốt chứ. Vãi à, đập lên cộng 5 góc mất gọi là 12 tuổi anh em, đời luôn anh em, đời chán ngang vãi rồi. Ok, chuyển nha, hy vọng lần này sẽ may mắn. Một, hai, ba, bốn, năm, sorry người anh em nha. Ok, trời ơi nhịp sáng này chứ sorry rồi anh em ơi. Vãi rồi, người anh em đưa ba kèo xịt hết đủ ba kèo rồi, đồng này thật là đau anh em ơi. Có lỗi với họ luôn. Ok, qua sân khách nha anh em, xong lắc vị lại sân nhà sau lại mình nha. Su hay trở lại anh em ơi. Ok, qua sân khách thôi. Vâng, đây là kèo đầu tiên sân khách, kèo của người anh em Nhật Quang. Vâng, và rồi người anh em đưa kèo chúng ta đó là vậy đăng. Hôm nay đó là Hakimi cùng xó anh em ơi. Chuyển thôi, và rồi phân thế nào đây. Ok, để mình chết nha. Ok anh em ơi, vâng và phôi người anh em để như thế này mà không có nhịp luôn anh em à. Ok, không nhịp thì mình chơi theo như người em để luôn nha anh em, không nhịp luôn. Biết rồi lấy anh em mà. Chuyển nha anh em, 1, 2, 3 dứt nha. 1, 2, 3. Kèo cộng 6 thứ 4 ngày hôm nay nha anh em. Được kết cục ơi, cái nhịp sáng. Ok, cho mày sorry nha người anh em, vãi ngồi luôn em, bốn kèo cộng 6 đều đi một cách thật là dễ dàng rồi, khá là toan. Ok, để mình tiếp nha. Hay ơi, tiếp tục cho anh em, vẫn là kèo cộng 6 nha, vâng kèo của anh em Thiên Bảo, vâng vâng người anh em đưa kèo đó là 2GK cộng 6 nha anh em. Ok, cụ tử ST cộng 6 và BT Chat 6 anh em. Vãi rồi, hôm nay em theo mình nghĩ là chắc đi hết luôn rồi đấy anh em à. Vãi rồi, đập thẻ gì đâu á, qua hết phép và qua sử dụng hết tất cả phép cố hay sao anh em ơi. Hôm nay đi dễ dàng vãi ồ luôn rồi, cộng 6 đi một cách thật là dễ dàng rồi. Ok, để mình tiếp, chết phôi. Ok anh em ơi, theo mình nghĩ là người anh em đều phôi thế này. Vậy rồi cảm nhận nhịp 6 làm dứt thế nào ơi. Nói chung là lên kèo cộng 6 ngủ cho anh em nào. Xịt hết ngày hôm nay thì quá bà đú nha anh em, quá có lỗi anh em nữa. Mới qua mới bế sản phẩm mà qua sản phẩm khá nhiều anh em ơi. Và hôm nay không lẽ là lấy lại tất cả nha. Hôm nay là không có sản phẩm nào cho anh em coi. Mà không một cái kết không có được gọi là sự mặn nhãn. Thì đó rất là chán anh em. Chuyển nha. 1 2 3 4 5 rồi. Ca này mình đã đặt lên tình đã đặt lên được cộng 7 luôn rồi nha anh em. Cộng 6 đúng không, mình là quá bình thường vì nó, nhưng lần này thì không rồi, quá tồi anh em ơi. Mãi rồi cô tổ là pha cuối cùng đi nè, cô tổ hãy ăn ngủ chúng mình đi nào. Cô tổ tê anh em ơi, khá là nét nha, nghĩ là chắc là pho gọi là 124 125. Ok, chắc để 115 đầu tiên, 124 sao nhưng mà tiếp anh em ơi, nên full thôi, full cho người anh em nữa, chắc kèo anh em ơi. Đến cả ngủi coi gì đâu, xịt dễ dàng quá. Hôm nay nhiều kiểu 6 vào nha anh em, mà cũng đi khá là nhiều luôn. Chuyến nếm nữa nào, nhiều đâu mất hay. 2 3 4 5 hết phép, chính thức kết thúc từ đây rồi. Bãi dò luôn. Ok, quá wow, sorry người anh em, sorry tất cả anh em vừa bị mình bế đi hồi nãy giờ nha. Cái kèo cuối để mình nha. Hay trở lại anh em ơi. Ok, kèo cuối nha, bọn kèo 06 tép con kèo người anh em Đăng Nguyễn. Ok, hình người anh em khá quen thuộc đúng không anh em. Vâng, người anh em đưa kèo chúng ta đó là Leo Messi cùng 6 tép. Vãi, thật sự mình đập Messi xịt khá là nhiều anh em, còn đập mấy lên quá trời với đất, và sao đập Messi mình khá là đen vì đó, đập xịt quá trời với đất luôn. Ok, và đập Messi là lần thứ N nha anh em, nhưng mình vẫn chưa lên 6. Vãi, người anh em đặt hết niềm tin của mình, nhưng mình bế tuần lơ, mình tuần đi anh em ơi. Xô đi người anh em, ok đầm tiếp. Ok anh em ơi, lần này người anh em không chơi full rạch, người anh em chơi 4 mạch nhú. Trời ơi, đây anh em Messi ơi, anh mà 10 ơi, anh lên tiếng xem đi nào. Kèo cũng sáng ngủ hôm nay là quá đẹp luôn anh ơi. Vậy vậy với em nè anh, chuyển nào, anh lại gọi Messi trả lời đi nào. 1 2 3 4 5 và đây là Leo Messi. Chứ nhớ thì lòng này lại đau làm sao, quái ò nữa rồi anh em ơi. Em ơi, anh mà không có gì Messi.
Chọn là đi. Vãi hồ, thực sự Messi khó tính như mình vậy ta. Vãi hồ luôn. Ok, bữa nghe báo bế được cụ này lên chân người anh em là quá vui luôn. Ok, đợi tiếp nha anh em, về sân nhà lại thôi. Ok anh em ơi, về lại sân nhà thôi. Ok, lên kèo con 7 anh em ơi, xong rồi kèo con 8 nha. Ok, đây là kèo của anh em sĩ, kèo của Ra Đức con 7. Sao đã đi xa một cách thật là dễ dàng giờ, và liệu con 7 có được trả lời chúng ta hay không đây? Chuyển nha anh em. 2 3 4 5 6 7. Trời ơi, nhịp sáng này nữa, lại là nó rồi. Ok luôn rồi, quá đi luôn. Sorry người anh em nha, để mình tiếp thôi. Hôm nay gắn gọn như thế anh em mà. Kìa anh em ơi, và kìa cũng bảy tiếp thôi. Vâng, kìa cũng anh em Minh Khôi. Còn đây là kèo Rafaelia cộng 7 anh em ơi, mùa Tết nha. Mùa Tết hôm 3 là sẽ nếu pha cộng 7 này mà đi nữa thì kết thúc từ đây luôn em. Thì anh em hiểu vòng may như thế nào rồi chứ. Kèo cộng 8 thì không hy vọng gì mấy đâu. Kèo cộng 7 này là sẽ quyết định tất cả các nhân phẩm này. Và là phôi thêm người đánh đá này gian rồi. Chân như thế này anh em ơi, vội bao bạch nhí. Hôm nay đập thể tùng đi sao, cái kính nó thật đau anh em mà. Thật sự là hết phép rồi, mình không muốn điều đó diễn ra chút nào anh em ơi. Thì còn mấy ăn ủi rồi nữa, đã phải leo à. Ok, chiến anh em nói nhiều nó mất hay tiếp. 2 3 4 5. Sao Rafaeli? Au! 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 Khiến chúng ta đau luôn. Vãi rồi, nhịp này nó vẫn đau nữa rồi. Thật sự hôm nay đập thẻ quá đen anh em ơi. Bởi vì tâm trạng hôm nay không được vui nha, nên có một số chuyện buồn để mình kìm nén là trong lòng mà đập thẻ anh em coi nếu như mà chứ hôm nay khá là suy anh em ơi. Ok, để mình tiếp nha. Hãy yêu trả lời anh em kèo cuối cùng ngày hôm nay. Vâng, kèo của anh em Vũ Huy. Thì giờ tâm trạng si quá, đập thẻ này đi không luôn mà. Gì vậy ta, hôm nay mất sự uy tín rồi em ơi. Hôm qua là một ngày siêu phẩm, bao hôm nay là một ngày phế phẩm. Gì đứa thật là trái ngang vỡ tan luôn. Vâng, kèo anh 7 cộng 8 này mà anh 7 mà tốt này đập lần thứ N. Nhưng mà đập đẩy rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đi không à. Mà lần này có lên hay không, từ sân khách đến sân nhà mọi thứ đều đi. Ok, anh 7 này, 7 này mùa này cũng là UR15 đúng không anh em? Y chang anh 7 tôi đi HM thôi. Nhưng mà 7 tôi đi HM sân khách sân nhà đều bế lên cùng 8 rồi. Và chỉ còn anh 7 lên tiếng thì quá đủ và trọn gối, quá đẹp đẽ vì điều đó. Ok, hôm nay chắc kèo cùng 8 này là cuối, xong có thúc em luôn, ba anh em luôn nha anh em. Bảo vệ hôm nay máy mình win có một số vấn đề nó tụt khá là lẹ anh em. Cho nên mình làm ngắn gọn như thế thôi nha. Ok, chúng ta hy vọng về một siêu phẩm cho người anh em. Mình đặt niềm tin vào mình lắm anh em ơi. Ôi dồi luôn, kìa mình chết phôi kỹ nha, mình rén vai. Ok anh em ơi, ba phôi xanh và vạch cũng khá ok. Phôi xanh rất may mắn và vạch không full, bảo là cái gì đó nữa này. Hy vọng anh 7 sẽ cỡ là gạt lại phút cuối anh em ơi. Nãy giờ tôi đập thẻ tôn bí đi đúng không? Hy vọng cái kênh nó sẽ đẹp đẽ. Nó sẽ nhiều mong muốn. Chứ đừng có đi nha anh 7. Anh 7 cứu em pha đi, lên em Messi không lên tiếng. Hy vọng anh 7 sẽ lên tiếng. Anh 7 à, anh nghe tiếng nói em không? Cristiano Ronaldo. Trời ơi, hãy đáp trả lời nói của mình đi. Chuyển nha anh em, nói nhiều mất hay nữa. Sorry người anh em nha, anh mày ấn nha. 1 2 3 4 5 6 7. Đây là Cristiano Ronaldo. Xin chú lấy anh em ơi. Biết được cuộc sống này sẽ có điều bất ngờ xảy ra cho chúng ta coi thì như thế nào đây. Thật sự hôm nay là một ngày tồi tệ rồi anh ơi. Sao những người anh em Vũ Huy nha, cái kết nó không được đẹp nha anh em mong muốn rồi. Vãi rồi, hôm nay là một ngày tồi tệ anh em ơi. Hôm qua là một ngày xuất phẩm và hôm nay kết cục là một phế phẩm nha. Mình không nghĩ như thế đâu anh em mà. Vãi rồi luôn rồi. Có lỗi thế thôi. Thôi anh em có nhu cầu gì tôi liên hệ với như thế nha anh em, dưới phần comment và trong phần mô tả nha anh em. Hôm nay đến đây thôi, bởi vì hôm nay khá đen là chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Và ngày mai chúng ta sẽ chiến tiếp, hy vọng sẽ may mắn hơn. Bởi vì hôm nay mình có sự chuyện buồn khá là khó nói anh em, tâm trạng không được vui, tâm trạng phải được vui sao ấy nó mới gọi là hê được. Còn tâm trạng buồn buồn xíu xíu, có một số chuyện chưa được giải quyết thì nói rằng anh em mà
Lòng này thật đau nha. Ok.